Rồi, hai xin chào bạn mình là chọn ha. Thì clip các bạn đang xem đó là bốn em cá koi kích thước 30cm mình đang chuẩn bị gửi về cho anh Chí ở Long Xuyên. Thì sẵn clip này mình trả lời câu hỏi của một anh hỏi mình là nếu mà ở Sa Đéc thì như thế nào, thì đối giống như tất cả các tỉnh ở miền Tây, thì khi các anh chị lựa chọn cá ở bên mình thì mình sẽ lựa chọn tìm cái xe khách phù hợp với cái địa phận của các anh chị nhất, để mình có thể gửi cá một cách an toàn nhất và nhanh nhất nha các bạn. Thì Long Xuyên, Sa Đéc, tất cả các tỉnh miền Tây mình sẽ đều sẽ gửi xe khách hết ha. Xe nó sẽ chạy trong ngày, ít khi mà nó đi lâu hơn. Thì tùy vào địa phận của các anh chị ở đâu thì mình sẽ chọn cái nhà xe nó ok nhất, nó thích hợp nhất, nó an toàn nhất mà mình hay gửi nhất. Thì tất cả các tỉnh miền Tây thì mình đều đã gửi cá hết rồi, cho nên mình sẽ biết được nhiều cái loại xe để mình gửi. Còn có những cái chỗ như huyện xã đặc biệt á, nó ít xe á, thì các anh chị vui lòng tìm cái nhà xe để báo cho bên mình sẽ gửi đúng cái nhà xe mà các anh chị yêu cầu ha. Thì cá bên mình gửi tất cả các tỉnh thành ở đâu mình cũng có thể gửi cá cho các anh chị được hết, cho nên các anh chị nếu mà cần cứ liên hệ với mình theo số trên avatar. Xin cảm ơn rất nhiều.